Ôi. Bay dạt đến nơi rồi. Từ đêm ngày 27 và rạng sáng ngày 28 tháng 3, tại nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số địa phương xuất hiện dông lốc, mưa đá. Tại thành phố Yên Bái, hơn 10 giờ sáng nay, một cơn mưa dông bất ngờ kéo đến, mây đen bao trùm, trời tối sầm. Đặc biệt, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn huyện Mù Cang Chải. Còn tại Hà Giang, từ đêm ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to và dông. Lượng mưa lớn khiến đất, đá sạt lở, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái và một số diện tích hoa màu hư hại. Tại xã Xuân Minh và Tiên Nguyên, huyện Quang Bình cũng xảy ra mưa đá. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trận mưa dông rạng sáng nay đã làm sập, tốc mái ít nhất 190 căn nhà. Hiện chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả.